Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng. Hôm nay Chủ nhật, ngày 30 tháng 10 năm 2022. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn ngày nghỉ cuối tuần sức khỏe, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm thứ Sáu khi tỷ giá đồng đô la và lợi suất kho bạc của Mỹ cùng tăng sau báo cáo lạm phát. Sau khi án binh bất động suốt từ đầu tuần, quỹ giao dịch hoán đổi ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR bất ngờ xả mạnh trong hai phiên cuối tuần. Ở trong nước, giá vàng biến động giảm theo thị trường vàng thế giới khi đồng đô la và lợi suất của Mỹ tăng. Nhưng giá vàng miếng vẫn đang cố gắng giữ ở mức 67 triệu đồng một lượng. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức 66 triệu 100 nghìn đồng một lượng, chiều bán quanh mức 67 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 52 triệu 050 nghìn đồng một lượng và 53 triệu 050 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 66 triệu 100 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 66 triệu 100 nghìn đồng một lượng và 67 triệu 120 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 1 triệu đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 66 triệu 200 nghìn đồng một lượng và 67 triệu đồng một lượng chiều bán. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá thấp hơn so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu đồng một lượng và 67 triệu đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 800 cho đến 1 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá chiều mua 66 triệu 100 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 100 nghìn đồng một lượng và 67 triệu đồng một lượng chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 900 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 050 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 050 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 110 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 030 nghìn đồng một lượng. Tại My Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 200 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 67 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 66 triệu đồng một lượng, chiều bán 66 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 20 triệu 107 nghìn đồng một lượng đến 52 triệu 050 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán, có mức giá niêm yết từ 22 triệu 107 nghìn đồng một lượng đến 53 triệu 050 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Sacombank. Thưa các bạn, thị trường kim loại quý trong phiên giao dịch cuối của tuần chịu áp lực bán mạnh mẽ và thủng ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.650 USD một ounce sau khi báo cáo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho thấy
áp lực lạm phát gia tăng phù hợp với kỳ vọng. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE cho thấy mức tăng 0,5% trong tháng 9 so với tháng trước và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Những mức tăng này vẫn lớn nhưng nhìn chung vẫn phù hợp với dự báo. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân là thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, nên thị trường cho rằng việc chỉ số này không nóng hơn dự báo có thể sẽ dẫn tới việc Fed chỉ nâng lãi suất với bước nhảy 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12 thay vì 0,75 điểm phần trăm. Dù vậy, giá vàng vẫn chịu áp lực giảm từ việc Fed gần như chắc chắn sẽ tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 11. Ngoài ra, giới đầu tư cũng cho rằng dù Fed có tăng lãi suất chậm lại, sẽ khó có chuyện ngân hàng trung ương nước này sớm dừng tăng lãi suất hay chuyển sang cắt giảm lãi suất chừng nào lạm phát vẫn còn cách xa mục tiêu. Kỳ vọng này cũng là động lực đưa đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ tăng trong phiên ngày hôm thứ Sáu, gây thêm áp lực giảm giá lên vàng. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác đã ở gần mức 110,7 điểm, từ mức 110,3 điểm ở phiên trước đó. Tuy nhiên, chỉ số này đã giảm khoảng 1,2% trong tuần này. Giới phân tích cho rằng giá vàng đã gây thất vọng trong tuần này vì không thể bứt phá cho dù đồng đô la Mỹ tụt giá. Nhà giao dịch cấp cao ông Tai Wang cho rằng giá vàng lẽ ra phải tăng lên gần mức 1.700 đô la Mỹ một ao. Trái lại, tính chung cả tuần, giá vàng đã giảm hơn 0,7%. Một số nhà đầu tư lo ngại rằng việc chỉ số giá tiêu dùng cá nhân tăng như vậy sẽ khiến cho Fed còn quyết liệt hơn việc tăng lãi suất và việc giãn tiến độ tăng lãi suất sẽ diễn ra muộn hơn. Một báo cáo của ngân hàng Commerzbank cho rằng việc Fed nâng lãi suất trong cuộc họp ngày 1 và ngày 2 tháng 11 tới gần như là đã chắc chắn. Với quan điểm có một chút lạc quan, các chuyên gia của ngân hàng Commerzbank cho rằng chỉ cần Fed phát đi tín hiệu sẽ tăng lãi suất chậm lại trong tương lai, chẳng hạn để phản ứng với sự giảm nhiệt của nền kinh tế, giá vàng sẽ nhận được sự hỗ trợ mạnh. Mới đây, Ngân hàng Thế giới đưa ra dự báo giá kim loại quý sẽ còn nhiều thách thức trong năm tới do Fed dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào năm 2023. Giá vàng có thể giảm thêm tới 4% trong năm mới. Dự báo này được đưa ra khi vàng đã giảm khoảng 8% trong quý 3 năm 2022. Trong báo cáo mới đây, Tổ chức Tài chính Quốc tế này cho rằng việc tăng lãi suất và tăng giá của đồng đô la đã vượt qua lo ngại về lạm phát gia tăng và rủi ro địa chính trị. Fed đã tăng lãi suất chính sách 5 lần trong năm nay với tổng cộng 3 điểm phần trăm, dẫn đến chỉ số đồng đô la tăng 16% lên mức cao nhất trong vòng 20 năm. Trong khi đó, lãi suất kho bạc của Mỹ 10 năm đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2011, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như là vàng. Sau khi án binh bất động suốt từ đầu tuần, quỹ giao dịch hoán đổi ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR đã bất ngờ xả mạnh trong hai phiên cuối tuần. Theo đó, quỹ đã bán dòng gần 6 tấn vàng trong hai phiên này, giảm mức nắm giữ chỉ còn 922,6 tấn vàng. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, Chủ nhật, ngày 30 tháng 10 năm 2022 trên kênh của Minh Phát. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình ngày nghỉ cuối tuần sức khỏe hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Nếu như yêu kim loại quý, các bạn đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.